thưa quý vị một chú hổ Siberia mới sinh ra tại Bá Linh vào hôm thứ năm vừa qua một chú hổ Siberia tên là Alyssa đã được ra mắt lần đầu tiên tại vườn thú Bá Linh chào đời khoảng một tháng trước vào ngày 10 tháng 12 chú hổ con này đã phải trải qua một khởi đầu rất khó khăn có thể sống sót Alyssa đã được sinh ra cùng với hai chị em khác tuy nhiên chúng đã qua đời chỉ 11 ngày sau đó vì hố mẹ không có đủ sữa để nuôi cả ba vào ngày 24 tháng 12, các nhân viên của vườn thú đã quyết định cho Alyssa bú bình vì nó cũng bắt đầu bị sụp cân. Kể từ thời điểm Giáng sinh đến nay, chú hổ này đã tăng được thêm 2kg và hiện đang có cân nặng là khoảng 5kg. Theo một nhân viên tên là Petra Schroeder cho biết, Alyssa hiện đã bắt đầu mọc răng và đang tỏ ra vô cùng hiếu động. Chú hổ này thường bị thu hút bởi mọi thứ xung quanh và muốn khám phá tất cả, do đó các nhân viên chăm sóc phải tìm cách hạn chế nó để không phải gặp nguy hiểm buổi ra mắt đầu tiên của Alexa chỉ được tổ chức với sự tham gia của các nhà báo. Tuy nhiên, trong khoảng 2 hoặc 3 tuần sắp tới, các du khách đến với vườn thú sẽ có cơ hội được quan sát chú hậu con dễ thương này.